Và trước hết mình sẽ nói về màng sinh chất. Thì như các bạn đã thấy là cái màu tím liệp tìm sim này chính là màng sinh chất của nhóm mình, được làm bằng giấy báo và keo. Và màng sinh chất có cấu tạo theo mô hình khảm động. Khảm là do có khung nền được cấu tạo theo một lớp phospholipid kém làm. Trên đó có đến protein khảm vào lớp phospholipid kém. Và động là do các phân tử phospholipid và protein có khả năng di chuyển một cách tương đối trong phạm vi màng. Và thành phần chính của màng sinh chất là phospholipid và protein và glycoprotein được tạo từ carbon hydrate và protein. Và màng tế bào của động vật có cholesterol. Và chức năng của nó thì các bạn có tự hỏi rằng chức năng của nó là gì hay không, thì hôm nay nhóm mình xin trả lời luôn là chức năng của màng sinh chất là trao đổi với môi trường một cách có chọn lọc, hay còn gọi là màng sinh chất có tính bán thấm. Và cái thứ hai là thu nhận thông tin cho tế bào nhờ protein thụ thể. Thứ ba là nhận biết các tế bào cùng loại và tế bào lạ nhờ glycoprotein. Và cái cuối cùng là tế bào động vật có cholesterol giúp cho các tần cưỡng tính ổn định cho màng. Đây là nhân tế bào cấu tạo bên ngoài có hai lớp màng cơ bản, bên trong gồm dịch nhân chứa nhiễm sắc thể, và đây là nhân con. Chức năng của nhân tế bào là chứa thông tin di truyền, điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào thông qua điều khiển việc tổng hợp protein, định hướng sự phát triển của tế bào và cơ thể. Đây là lưới nội chất hạt có đính ribosome. Chức năng là tổng hợp protein tiết ra khỏi tế bào. Đây là lưới nội chất trên, không có đính ribosome, có nhiều enzyme. Chức năng là tổng hợp lipid, chuyển hóa đường, phân hủy chất độc. Đây là ribosome, không có màng bao bọc gồm ARN và protein. Ribosome tự do giúp tổng hợp các protein trong bào tương. Đây là bộ máy Golgi, chất liệu của nó là được làm từ giấy, cấu tạo là bằng một chồng túi màng xếp dẹp, xếp cạnh nhau theo hình vòng cung, cái nọ tách biệt cái kia. Chức năng của nó là để lắp ráp, đóng gói và phân phối các sản phẩm của tế bào. Còn đây là ti thể của nhóm tụi mình, và nó được làm từ đất sét. Cấu tạo của nó bên ngoài gồm hai lớp màng cơ bản, màng ngoài không gấp khúc và màng trong gấp khúc thành các màng. Trên các màng có enzyme hô hấp, bên trong là chất nền matrix,
chứa ADN mạnh kép dạng vòng, ribosome 70S và nhiều loại enzyme hô hấp khác. Chức năng của nó là để hô hấp nội bào. Ti thể còn được coi là một nhà máy năng lượng của tế bào. Tế bào nào hoạt động cần nhiều năng lượng thì nó có nhiều ATP. Còn đây là lysosome, cũng được làm bằng đất sét luôn. Cấu tạo bên ngoài là gồm một lớp màng, bên trong là chứa enzyme thủy phân, protein, carbohydrate, lipid. Chức năng của nó là để phân hủy tế bào già, tế bào tổn thương, bào quan hết hạn sử dụng. Ngoài ra đây còn là khung xương, được làm bằng giấy, bên trong được cố định bằng dây kẽm. Đây là dòng vận chuyển của tụi mình, đây là đầu vô, còn đây đầu ra. Được làm bằng ống hút. Vâng, nó đã ra. Đây là minh họa. Đây cục đá tượng trưng cho để đi qua dòng vận chuyển. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.